tôi cho phép Nam Anh xin được gửi lời chào đến quý anh chị đoàn viên thanh niên, quý ông bà, anh chị em và tất cả các mọi người một lời chào thân ái nhất. Trong tháng hôm nay là tháng thanh niên thì Nam Anh cũng là thanh niên trẻ mình đó. Bản thân Nam Anh cảm thấy rất là tự hào khi mình là người con của Việt Nam và cùng đồng hành trong tháng thanh niên này. Cũng là dịp đón chào năm mới 2022 thì Nam Anh xin được chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và chúc mọi người một năm mới may mắn và đầy niềm vui hạnh phúc. Mong rằng với những phần quà bé nhỏ nhưng mà mang tiếng cười lớn có thể gửi gắm được rất nhiều yêu thương tới tất cả mọi người và Nam Anh sẽ có cơ hội được đồng hành nhiều hơn trong những chương trình sắp tới. Xin cảm ơn.